Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về vấn đề làm thế nào để bố cục một bài trang trí liên kết hơn. Hy vọng rằng cái video này của mình sẽ giúp các bạn phần nào giải đáp được thắc mắc tại sao khi mà mình vẽ một bài trang trí mình thường hay bị nhận xét là bố cục rời rạc này, không liên kết. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này nào. Ơ, dọn rồi hả? Đi. Như mình có đề cập ở đầu video thì để cho một bài trang trí nó có bố cục chặt chẽ này và nó mang tính liên kết cao thì chúng ta phải đảm bảo các yếu tố như sau. Thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo cái tính liên kết giữa chính và phụ. Cái thứ hai là chúng ta phải đảm bảo cái tính liên kết giữa chính phụ với nền. Cái thứ ba là chúng ta phải đảm bảo các yếu tố liên kết giữa các mảng nền với nhau. Và thứ tư là chúng ta phải lặp lại hình ảnh. Thì đây chính là cái bốn yếu tố mà chúng ta cần và bắt buộc phải có trong một bài trang trí ha. Để cho lời nói của mình nó dễ hiểu hơn thì mình xin phép được mô phỏng trên cái bài trang trí dạng hình tròn. Thì ở đây đề yêu cầu là hãy sử dụng một cái bộ ấm trà để trang trí một cái hình tròn. Thì các bạn quan sát đó, mình đã đặt hai họa tiết này, một là cái ấm trà ở bên trái tranh và cái một cái ly nhỏ kèm với cái miếng lót ly ở bên phải tranh. Thì khi mà mình đặt hai cái này theo nguyên tắc cơ bản nhất, nó mang lại cái cảm giác cái cân bằng đầu tiên cho bài vẽ. Như các bạn thấy đó thì hai họa tiết này ngay lúc này nó chưa có một cái sự ràng buộc nào hết. Thì để cho hai họa tiết này nó có sự liên kết thì mình sẽ ứng dụng cái quy tắc liên kết giữa chính và phụ. Và mình sẽ hiện thực hóa nó bằng cách là mình vẽ một cái hình ảnh dòng nước chảy từ trong cái ấm trà này xuống cái ly. Thì đây mình vẽ một cái mảng tượng trưng như là một cái dòng nước chảy từ cái miệng của cái ấm trà đó, chảy xuống ly, và mình cố tình cắt mảng nó qua cái ly để tạo cái sự chồng mảng lên giữa mảng này và mảng kia. Như thế nó sẽ có sự liên kết này. Bây giờ mình sẽ kết nối họa tiết chính này với nền. Để cho họa tiết chính mà nó liên kết với nền, chúng ta phải tạo những cái mảng chuyển từ họa tiết ra nền. Mà để làm được điều đó, chúng ta sẽ kéo những cái mảng từ trong họa tiết ra. Chúng ta ở đây có cái hai cách để chúng ta kéo mảng. Cách thứ nhất là chúng ta tận dụng những đường tự nhiên có sẵn trong họa tiết và chúng ta cứ thế mà ta kéo lên nền. Ví chẳng hạn như là mình tận dụng cái đường bên trong này của cái ấm trà này, cái đường mà phân khối đây nè, mình kéo nó ra hẳn ra ngoài luôn để tạo cái mảng nền mới. Hoặc là mình thêm một cái mảng nữa. Cái mảng chuyển từ họa tiết ra nền đó, chúng ta có thể kéo từ một đến nhiều mảng nhé, không nhất thiết là phải một mảng đâu. Rồi. Cách thứ hai là chúng ta sẽ không cần bận tâm đến những cái đường tự nhiên đó mà chúng ta tự động cắt một mảng chồng lên họa tiết. Thì lúc đó nó sẽ tạo ra sự liên kết. Chẳng hạn như mình cho một cái mảng cắt qua cái tay cầm của cái ấm trà như các bạn đang xem đây. Thì lúc này họa tiết chính đã có những các mảng trong từ trong họa tiết ra nền. Và như thế chúng ta sẽ có được cái sự liên kết giữa họa tiết chính ra nền. Còn đối với họa tiết phụ chúng ta sẽ làm tương tự như thế ha. Ví dụ như đây là mình sẽ kéo một cái mảng. Đây mình tận dụng cái đường có sẵn trên cái ly này, là cái đường này. Mình kéo ra nền luôn. Đồng thời nó sẽ cắt qua cái vòi của cái ấm trà
coi như là một đường liên kết giữa chính và phụ luôn. Tiếp đó mình kéo xuống dưới tạo ra một cái mảng rộng hơn, thì cái đó mình coi như vừa có mảng trồng từ họa tiết phụ ra nền và vừa có mảng trồng từ họa tiết phụ với họa tiết chính này, và vừa có mảng của cái nền rất là lớn ở đây. Tôi sẽ tạo không gian cho bạn. Cái yếu tố quan trọng thứ ba các bạn đừng quên là chúng ta phải liên kết các mảng nền. Ở đây mình đã có các mảng nền nhờ vào việc là mình trồng mảng từ trong họa tiết chính và phụ ra. Như bên trái bên đây mình có cái ba mảng nền từ họa tiết chính ra, hay là đây nữa nè. Nhưng mà trước đó khi mà mình kéo chúng ra đó thì vô tình chúng cũng đã chồng chéo lên nhau, các bạn quan sát thấy không? Thì coi như ở đây chúng ta đã có cái sự chồng mảng và có sự liên kết rồi. Nhưng mà bên trái mình đây, cái mảng trước đó mình mới kéo đó, thì nó mới chỉ là đơn phương một mình nó thôi. Vậy thì nhiệm vụ của mình là sẽ phải tìm cho ra một cái mảng nào đó có thể chồng lên mảng này. Chẳng hạn như mình cho một cái đường từ đường biên đường tròn. Đấy, mình kéo xuống như đây. Và mình cho nó chồng qua cái mảng phụ này trước đó. Đồng thời mình cho nó chồng qua luôn cái mảng nền được tạo ra bởi kéo từ họa tiết chính. Thì các bạn thấy đó, chúng ta có 3 mảng như đây và đây chồng chéo lên nhau. Nhờ thế mà ba mảng này nó vừa có sự liên kết này giữa cái mảng bên tay phải với một cái mảng mới tạo ra đây, và giữa cái mảng mà thuộc về mảng phụ và một cái mảng nền thuộc về mảng chính. Còn một cái nữa đó là mình muốn nói với các bạn là các bạn có thể tận dụng những cái đường khác từ trong bài mình ra để cho cái mảng nền nó có nhiều hơn, để nó phong phú hơn. Chẳng hạn như đây mình tận dụng cái mảng từ dòng nước này, mình kéo ra đây, đồng thời mình cho nó chồng lên trên cái mảng nền thuộc về họa tiết chính luôn, thì khi đó lại thêm một cái mảng nữa. Cái yếu tố thứ tư là các bạn phải biết cách nhắc lại hình ảnh. Ở đây mình sẽ vẽ một cái hình ảnh là cái lá cam ở trong cái ấm trà. Hình ảnh này gợi nhớ cho tới ta cái món nước trà đào cam xảo ha. Đây. Cái lá cam của chúng ta đây. Sau khi có được cái hình ảnh lá cam ở trong cái ấm trà rồi thì mình sẽ tìm cách nhắc lại hay lặp lại cái hình ảnh này ra ngoài. Nhưng mà mình sẽ lặp lại ở cái cách là mình chọn cái bán phần thôi. Chẳng hạn như là mình cho cái hình ảnh này ra bên tay trái. Đây cái móng cái lá cam đây. Nhưng mà nếu chỉ có hai hình thôi thì chưa đủ, chúng ta phải có những cái hình ảnh này nó nằm bên tay phải. Có nghĩa là trong bài của chúng ta đó nó có cái hình gì thì ở khoảng nào thì những cái khoảng khác nó phải có để nó mang lại cái thế cân bằng. Ví dụ như mình tạo một cái mảng hình lá cam ở bên tay phải, vẫn tiếp tục là lá cam và nó được nhắc lại bán phần thôi.
Các bạn có thấy không? Cái việc mà mình để cho cái bài của mình nó có cái sự lặp lại về hình ảnh á, thì nó giúp cho mình thấy được trong bài này nó có cái sự thống nhất về chủ đề, đúng không? Như là hình ảnh lắc cam đây. Nếu như các bạn có vẽ một cái chủ đề nào thì các bạn nhớ khai thác thêm những hình ảnh liên quan khác như là mình đã vẽ lắc cam nhé. Mình cũng sẽ cho thêm một cái hạt, đồng thời hạt cam này mình cũng sẽ cho nó ra ngoài. Chẳng hạn như mình cho ra cái mảng giao với mảng dòng nước đây. Đấy, mình cho nó chồng lên. Rồi, ok, nhưng mà mình sẽ cho nó to hơn cái mảng bên trong này. Chúng ta sẽ được phép lặp lại, nhưng mà không nên lặp lại y chang, mà chúng ta phải thay đổi nó một chút. Rồi, mình thêm một cái chi tiết nhỏ là cái giọt nước bắn lên. Thì đây, đó là tổng thể bài mà mình tạo ra. Khi mà mình tận dụng các cái quy tắc liên kết trong bài, cũng có nghĩa là các yếu tố cần có trong một cái bài vẽ để cho nó có sự liên kết hơn. Như các bạn thấy đó. Sau một hồi vẽ quá trời quá đất thì đây chính là cái kết quả. Tất nhiên, để hoàn thiện cho bài vẽ thì mình sẽ không để như thế này đâu, mà mình sẽ vẽ thêm những cái chi tiết khác để cho bài vẽ thêm phong phú hơn. Còn nếu về phía các bạn, nếu các bạn thấy trong bài này còn có thể thêm những cái mảng hình khác, các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận để mình ghi nhận và thêm thắt cho bài vẽ cho hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên bấm like, subscribe kênh của mình nha. Xin cảm ơn và hẹn sớm gặp lại nha.